Rồi rồi, tới công chuyện rồi cả nhà ơi. Hôm nay có một cái tin cực kỳ nóng mà Hậu Nhân muốn chia sẻ cho cả nhà mình liền. Đang ngồi ăn cơm mà ngưng lập tức luôn và muốn chia sẻ gấp cho cả nhà biết. Sau khi mà tập đoàn que đó, nó liên kết với nhau từ trong nước ra tới ngoài nước cả nhà. Đó mà để hai Chini tại sân bay Malaysia. Đó, và bây giờ dở trận ra rồi và lo rất là nhiều tiền để mà hại chị Ni vô con đường lao lý và hại cho chị Ni bị bắt tại sân bay Malaysia. Thì tụi nó mừng lắm cả nhà, tụi nó quay được video, tụi nó chia sẻ lên không gian mạng đó. Và phải nói là kẻ chủ mưu đằng sau là ai, cả nhà mà biết là kẻ chủ mưu đằng sau là ai không? Còn le le, con le le này nó có rất là nhiều tiền nha cả nhà. Tên thường gọi Hậu Nhân kêu là con chép hép. Đó, liên kết từ trong nước tới ngoài nước, bung tiền ra cả nhà. Đó, để nhằm mục đích khơi xướng cho bản thân mình để mà hại chị Ni. Khi mà chị Ni không có bên cạnh chị Hồng Loan để nó dễ đường, nó hạ bệ chị Hồng Loan. Đó, tại vì bán mỹ phẩm cùng chung với nhau mà. Tại sao ngày trước mới đưa chị Hồng Loan bán mỹ phẩm thôi mà chị Hồng Loan bán được quá nhiều và bán rẻ hơn nữa. Nếu mà cả nhà biết trong cái giới làm ăn nó mà người khác bán rẻ hơn mình thì nó sẽ có một tác hại rất là lớn. Nó thì hay ghê không? Đó. Dùng tiền nó hack tất cả những cái, không phải gọi là hack đâu cả nhà, mà đánh chết từ trong tim luôn. Cái kênh Facebook của chị Hồng Loan là đánh chết trong tim luôn cả nhà. Đó, chứ hack hack không được. Tại kênh Facebook của chị Hồng Loan là có network bảo vệ, nó chết từ trong tim. Nhà thấy ghê không? Đó. Sau khi mà hay tin chị Hồng Ly hôm nay là đó, chỉ bị phạt có 5 triệu thôi. Đó. Thì bây giờ tụi nó đang bấn loạn tinh thần. Đó, mạnh ai nấy chạy cả nhà. Chạy gấp chứ, thoát thân. Trốn. Nhưng mà trốn đâu cho thoát. Đúng không? Chạy đâu mà cho thoát. Lưới trời đồng lộng ti thưa nhưng mà khó thoát. Chạy đâu cho thoát đúng không cả nhà? Chạy đâu mà cho thoát. Trận này thì có chạy đi đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không thoát được đâu. Kẻ chủ mưu rồi cũng sẽ phơi ra ánh sáng thôi. Đồng tiền mình không biết trân trọng, mình làm có đồng tiền đó từ đâu ra? Từ những cô chú anh chị yêu mến, người ta quý mình, người ta mua hàng ủng hộ mình để mình có những đồng tiền đó. Mình không dùng vào những cái chuyện nào đúng mà mình dùng đồng tiền đó để mình hại người khác, thì về sau này thật sự Hạo Nhân, theo Hạo Nhân suy nghĩ như thế này, những đồng tiền đó cũng sẽ không còn nữa đâu cả nhà. Đó, theo cả nhà suy nghĩ là bao lâu nữa sẽ suy sụp hết, mất hết tất cả đó. Còn riêng Thám Tử cả nhà, riêng Thám Tử thì bây giờ nó quéo à, quéo à, chết từ trong tim đó. Hôm nay là phải nói là cành cành nhục mặt hết. Đó, hồi nãy hay chị Bích chậm lại lên, không thấy bóng cần cần đâu hết. Chắc ăn no rồi, giờ nghỉ ngơi xíu hay sao? Hay là hay tin chị Ni về rồi, bây giờ quéo chạy trốn. Chắc không chừng ở nhà nó ai thì chạy ở nhà chạy mượn tiền để chơi, kiếm chỗ mà ổn định thời gian. Đó, từ từ rồi ngấp ngớp cho lại. Hồi nãy có rất là nhiều kênh, có nhiều cái bình luận nói Hậu Nhân rất là này, cảm thấy rất là hay. Thì sẵn đây Hậu Nhân cũng chia sẻ lại cả nhà luôn. Có một cái luận là Hậu Nhân biết sao. Thì sẵn đây Hậu Nhân cũng xin thưa, thật sự những thông tin về chị Ni á mà Hậu Nhân biết chính xác, Hậu Nhân phải hỏi lại anh chị. Nhưng anh chị nào thì Hậu Nhân không thể chia sẻ nha. Biết đúng thông tin chính xác Hậu Nhân mới chia sẻ lên. Còn nếu không chính xác thì Hậu Nhân sẽ không chia sẻ lên. Đó, anh chị báo là vui rồi. Thì mình làm cái chuyện thông báo cho tất cả cô chú anh chị đang yêu quý để mà biết. Đó, thà chậm mà chắc. Tại vì Hậu Nhân là một người quay thực tế, va chạm với anh chị rất là nhiều, va chạm như là chạm mặt với nhau rất là nhiều. Mình không thể làm sai được. Nói chung làm sai thì phải có chứ không phải là không có, nhưng mà đôi khi mà là khắc phục nó không đến đổi. Đó nha, mình không thể nào mà nói mình lúc nào cũng làm đúng hết được. Đó, nhưng mà mình cố gắng, cố gắng làm
Tiêu chuẩn đó. Thì theo cả nhà nghĩ trận này chị Ni về thì chị Ni sẽ xử ai trước? Thôi thôi, vu khống chị, cho người quay phim lại luôn mới ghê, cho người quay phim lại vu khống chị. À, nói chị là hay lắm luôn, nói là chị Bích Trâm, anh lấy chị Bích Trâm bán nhà rồi, chị nãy Bích Trâm nói chị Bích Trâm bán hết 6 căn nhà rồi, tối nay sẽ kiếm cái hầm cầu nào ngủ đỡ. Đó, thì vừa lòng tối ngày lên đồn người ta bán nhà đó, đồn người ta bán nhà tạo tạo trend nè, tạo trend để có cái để nói à, rồi không có đâu có gì để nói đúng không, vu khống bịa đặt để kiếm những đồng tiền bất chấp đó. Nhưng mà sự mà theo nhân nghĩ làm như vậy kiếm đâu được bao nhiêu tiền đâu cả nhà, mà làm vậy anh chị bán rẻ lương tâm, bán rẻ nhân cách của một con người thì phải nói là quá là dơ dáy, quá là bị ổi, đúng không nha. Đời còn trẻ, tương lai còn dài, thật sự là nhiều người làm hậu nhân cũng biết là có những nhiều người cũng hơi lớn tuổi hậu nhân đó, thì mình suy nghĩ đi, mình đời mình còn trẻ, tương lai còn dài, còn rất là nhiều câu chuyện như đời drama để mình làm, đừng vì đồng tiền mà bất chấp bán rẻ lương tâm rồi dài gì nữa gì sao anh chị mình anh em đi theo người ta làm nữa thì sao làm được. À quên nữa, nếu như vậy là hậu nhân sai rồi, tại vì người ta nhà phán biện không à, người ta đâu có đi đâu, đúng không nha. Vu khống là cái thiệt chiêu của người ta để là kiếm tiền à, ta môi là ta kiếm tiền từ những cái vu khống bịa đặt để gắn ghép để hại người khác đó, thế nó rất là hay đó, phải nói là cái chiêu trò của người ta rất là hay, nhưng cái đó là chuyện ngày xưa thôi, còn bây giờ mà lên mà vu khống tầm bậy là bị lụm liền đó, bị người khác người ta nói là liền, chạy đâu cho thoát. Riêng Thám Tử đợt này về, đợt này là cô Nguyễn Phương Hằng về nữa nè, cô Nguyễn Phương Hằng về rồi thêm chị Ni nữa, chị Loan nữa, anh Sang nữa, theo nhân biết còn nhiều người nữa, dồn một cái cục vô một cái đi hơi xa. Hiện tại hồi hổm thì cũng nghe có một cái án treo nào đó cũng có đó, sắp tới đây thì chạy đâu cho thoát. Bây giờ chắc heo hồi nhân nghĩ bây giờ chưa bị thì cố gắng bào kiếm được nhiều tiền kiếm rồi để dành đó đưa cho người thân, chứ lúc mình đi rồi sao mình báo hiếu được, đúng không nha. Nhiều khi hậu nhân thấy đi làm từ thiện chắc lên chửi lộn gán dành ít tiền ra để mà đi làm từ thiện, rồi có để mà cho người ta biết là mình đây cũng là người tốt, mình đây là người tốt à, để người ta biết tôi đây cũng đi làm từ thiện này kia. Mà tôi không kêu ai tôi quay lên à. Rồi hỏi anh em làm YouTube á, đi quay thì lên nói trời ơi có nhiêu đâu mà kéo tùm lum YouTube ấy chà. Thử anh đi quay anh kêu người ta đi có đi không, thử anh đi làm từ thiện anh kêu người ta đi quay người ta có quay anh không, anh mướn người ta có đi không, đúng không nhà. Người ta đây là đi lan tỏa những hình ảnh tốt, những hình ảnh đẹp để cho bà con gần xa ta xem ta biết ở nơi đó hoàn cảnh như thế nào đó. Mình sống mình có tâm á thì mình làm mình mới có tầm được, cuộc sống không có tâm sống mà lên phỉ báng mà nói xấu người ta không mà đi làm từ thiện làm cái gì à, chắc là đi rửa tội bớt cả nhà, rửa tội bớt. Mong cả nhà mình có khổ cái nào khổ cũng đừng có lấy những cái đồ của anh ta cho đó, đồ của người ta cho đó, đi bu bám theo chị Hồng Loan, bước đầu thì bu bám theo à, bu bám theo để làm gì, bu bám theo để bán hàng đó, xong rồi cái người ta không chịu bán hàng của mình cái quay qua mình chửi đó, cả nhà thấy sao à, bu bám bán hàng người ta không bán hàng cho mình cái quay qua mình chửi, tính ra cái đầu của Thám Tử này ghê lắm nha nhà. Tại vì tham gia nhiều drama rồi, biết là drama là sẽ có nhiều người ủng hộ đó, bay vô để mà đưa hàng vô bán để kiếm nhiều tiền đi nhanh mà có nhanh đó, nhưng mà không ngờ là chị Ni quá cao tay, và nói với chị Ni á là một hậu nhân rất là quý cả nhà, chỉ nhìn được người hay lắm, chỉ biết người đó là sao và người đó như thế nào để mà làm gì để mà ngăn cản kịp thời. Lúc trước á
Chị Ni có chia sẻ như thế này. Chị Ni nói một là em chọn chị, hai chị em chọn hai hỡi. Trong một em, trong hai em chọn một, em chỉ chọn một người thôi. Và chị Ni, chị Loan cũng suy nghĩ thế này. Chị Ni, chị Loan mới nói chị đây, em chọn chị. Câu nói chậm rãi từ từ mà thấm đến trái tim. Cả nhà mình biết không? Cái lúc mà chị Ni hỏi câu hỏi đó là chị Ni đã cho quyền quyết định cho chị Hồng Loan rồi. Trong chị và anh kia em chọn ai? Thật sự nếu mà chị Ni đã hỏi như vậy rồi và nhìn thẳng vào chị Hồng Loan, và chị Hồng Loan sẽ là người cảm nhận và lúc đó là đang suy nghĩ cũng như là đấu tranh tinh thần. À, chỉ có người trong cuộc mới biết cái người kia nó sống với mình thế nào, còn những người bên ngoài ta không biết là người đó như thế nào, đúng không cả nhà? Nó mà chị Loan mới nói câu nói em chọn chị. Chỉ ba câu đơn giản thôi mà chạm đến trái tim của chị Ni, đúng không cả nhà? Tại sao chị Ni được rất là nhiều người yêu thương? Tại vì cả nhà đã xem theo dõi qua nhiều video của những anh em YouTube hay đi quay thực tế, và cả nhà biết được mỗi cái câu chuyện nào đó, mỗi một cái việc nào đó mà cần tới chị Ni, cho dù chị Ni ở bên nước ngoài đi chăng nữa là chị Ni cũng bay về Việt Nam để mà đi với chị Loan, cho chị Loan đỡ lo. Bây giờ chị Loan là khá tự tin hơn trước rất là nhiều, tại vì bên cạnh chị còn có rất là nhiều anh chị khác nữa ủng hộ rồi an ủi tinh thần đó, để cho mình phấn, cho chị Hồng Loan phấn chấn lên và học hỏi chị Hồng Loan. Xa lúc đó chị Hồng Loan, mình không nói là chị Hồng Loan còn nhỏ, nhưng mà đôi khi cả nhà ai cũng phải học hỏi suốt cái đời cũng bao giờ hết. Tự nhiên đang nói mất cục, khổ suốt cái đời bao giờ hết. Thế thể là những câu chuyện như hồi đó là chị Hồng Loan bán rau bán cá thì chị Hồng Loan đã quen rồi. Bây giờ tới chuyện pháp lý, chuyện tình cảm mà bắt mình lựa chọn, mà chuyện nhiều chuyện nó tới liên tục quá thì không thể nào mà mình làm liền được cả nhà, đúng không cả nhà? Không thể nào mà mình hiểu hết được chuyện pháp lý, nó nhiều chuyện lắm, mình phải là người gần mình mới hiểu được hết được. Và cái câu chuyện mà chị Ni với chị Loan lựa chọn thì không sai cả nhà. Lúc mà chị Ni đã chọn, chị Loan đã chọn chị Ni rồi thì lúc đó cái anh hai hỡi bắt đầu vô cái cuộc tấn công quyết liệt. Là lúc đó nhà biết sao không? Lúc đó là anh hai hỡi bắt đầu liên kết với con Le Le đó, để mà dồn hết tâm sức để mà tấn công chị Hồng Loan đó, vậy khủng khiếp không? Cả nhà thấy cái mưu mẹo của hai hỡi ghê gớm chưa? Đó, tấn công chị Hồng Loan. Trước khi tấn công chị Hồng Loan là xử chị Hồng Ni trước, xử chị Ni trước, dùng truyền thông để vu khống, nói là chị Ni đi theo chị Hồng Loan để lợi dụng chị Hồng Loan thôi, đánh bóng tên tuổi. Và nói với chị Ni, nói với cái màu như thế này: ủa theo chị, theo Hồng Loan mà không mua cầu và kênh Facebook và 1,000,000 người đăng ký, cho 1,000,000 người theo dõi đó. Cái nhà thấy ghê không? Ghen tị, ganh tị và đố kỵ, cái đó là bản chất của một con người. Nhưng mình đã là một người con nuôi, một người anh rồi, tại sao là mình có bản chất đó? Nếu như mình giúp đỡ, mình không vì vật chất á cả nhà, thì mình đúng là một người anh rồi, thì mình không thể nào mình lên mình nói xấu em mình như thế vậy được, đúng không cả nhà? Hay là tiền thì có thể là không ai tham, nhưng cái đó là ít, nhưng mà đồng tiền nó quá lớn rồi, không tham thì không được, đúng không cả nhà? Đó, anh em còn là gì nữa, còn đây là anh em nữa, không phải là anh em ruột nữa, đúng không cả nhà? Còn lên nói câu nói anh cũng là con nuôi, em cũng là con nuôi, trời ơi, tin nhắn nó giờ còn mà cả nhà, đâu có xóa đâu. Mình là một nghệ sĩ ưu tú mà, mình nói được làm được, đúng không nhà? Quá là thật sự mà hào nhân, đặt vào hào nhân hay nói chuyện cũng hay ngồi, chị Ni cũng hay ngồi nói, thì nói câu nói này rất là hay.
Một hào nhân nhớ tới giờ không bao giờ quên. Chị Ni nói xong cái drama này là chị sẽ biến mất, chị không tham gia nữa. Rồi hào nhân mới tự nhiên ở đó, lúc đó hào nhân chạnh lòng mới hỏi ủa sao vậy chị. Chị mới nói như thế này: chị chứ không có dùng mạng xã hội nữa, nhưng mà đôi khi cũng gặp mặt này kia, chứ không có thường xuyên như bây giờ. Tới nhà nhiều khi có những cái chuyện nào cần giải quyết và nói chuyện thực tế hơn với nhau thì chị sẽ đến đó. Xong mong sao cho xong thì cái câu chuyện của chị Hồng Loan pháp lý thì cũng gần xong rồi cả nhà, trong năm nay thôi thì cũng sẽ xong đó, thì sẽ xong cả nhà. Còn riêng phần hay hủy hay hít thì mình phải nói là không thể nào mà nói hết được. Bao nhiêu niềm tin mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã trao cho rồi mà bây giờ lại tấn công con gái người ta đó. Ở nhà thấy ghê không? Tấn công con gái người ta. Và anh ta biết, anh ta mạnh về truyền thông, anh ta có fan cả nhà, thì anh ta tấn công thì fan đó, người ta sẽ không hiểu được câu chuyện bên trong như thế nào. Người ta nói, người ta chỉ nói mặt tốt của người ta thôi, còn cái mặt xấu của người ta không kể ra đâu, đúng không nhà? Bản mặt xấu của người ta không có kể ra là làm sao được. Họ nói thật sự như cả nhà, trên đời này bất cứ ai cũng vậy, tốt có thì cũng sẽ có xấu, không ai mà hoàn thiện hết được, ít nhiều thôi phải có, đúng không nhà? Ít nhiều thì phải có. Mình có tính xấu phải có, không ai không có được thật sự luôn. Thật sự tại sao mà nhiều cô chú anh chị đã yêu mến chị Ni? Cái Hào Nhân sẽ kể cho cả nhà nghe một câu chuyện nữa nè. Đợt đó kênh YouTube của Hào Nhân mới 4,000 mấy, 5,000 hay là 6,000 hay là 7,000, 8,000 gì quên rồi, có 8,000 người đăng ký. Thì hôm đó là chị anh hai chị ở nước ngoài về. Nước ngoài phải không ta? Không, chị Ni nước ngoài về. Và chị Loan ra sân bay đợi chị Ni luôn, để mà sáng mai đi qua Hà Nội sử dụng BH. Và hai chị nằm ở sân bay đợi tới 4 giờ sáng, 5 sáng mới làm giấy tờ. Và hôm đó có anh em YouTube Hạo Nhân nè, Tại Sao 6 nè, Sự Kiện 78 nè, anh Tân Mập nè, rồi Y Nguyên và 8 nè, rồi thêm Sách Tam nè, là mấy anh em á, 7 anh em hay gì á, 7 anh em hay gì á, là quay tới nguyên đêm đó. Và ngồi chia sẻ rất là nhiều. Còn cái vụ quên Mã Lai đó nha, cái vụ này là giúp đỡ cho con nhỏ đó đó, bây giờ nó hại chị. Thấy ghê không cả nhà? Sự là có kinh khủng, quá ghê gớm. Dạ thì video cũng khá là dài rồi, Hào Nhân cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn cả nhà theo dõi hết video của Hào Nhân nha. Dạ thì xin chân thành và cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.